Hello, xin chào tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Mỗi Cần Vlog nha. Hello, xin chào các bạn. Chào tất cả mọi người, em là Kim Dung, là khách mời của Mỗi Cần. Đây các bạn ạ, đây là khách mời ngày hôm nay các bạn ạ. Rất là xinh gái nha. Em này đến từ Colombia. Đây các bạn, trắng trẻo đẹp gái. Bạn nào có muốn xin link phải thì cứ nhắn tin cho mình nha các bạn. Rồi bây giờ bọn mình sẽ giới thiệu và chế biến món ăn các bạn ạ. Để mời khách mời ngày hôm nay. Anh em let's go. Đây các bạn ạ, đây là món ăn của bọn mình hôm nay sẽ làm. Đây là sữa nha các bạn. Nhìn cùng sơ sơ hơn 2 kg 1 đó các bạn. Nhìn cùng sơ sơ hơn 2 kg 1 đó các bạn ạ. Và đây là toàn bộ rau sống, hôm nay làm đơn giản các bạn. Rồi bắt đầu bọn mình sẽ bắt tay vào làm việc nha các bạn. Mời các bạn cùng mọi người đón xem. Em gái đang xóa dưới chút nha các bạn. Bữa cái con nhánh rất là điêu luyện các bạn. Nhìn bàn tay rất dẻo, cơm trải dứt chuột lên cảm giác đấy, các bạn thấy xóa chuyên nghiệp nhá. Đúng là người phụ nữ đảm đáng các bạn ạ. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Một thời gian làm thì bây giờ đã sóng nhá. Đây. Rìu có rìu nhá các bạn. Đây bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu vào công việc là đem lên xe chiên. Không có mùi đâu. Let's go. Chiên em nó. Đây các bạn này. Đây các bạn. Ok. Không quay xe. Không quay xe. Biết được không ơi? Mời các bạn hãy ăn với mình nha. Đây các bạn. Phong cảnh thật là hữu tình các bạn ạ. Mời các bạn nha. Rồi công an nâng ly lên để mời tất cả mọi người nào. Mời các bạn nha. Rất là sướng các bạn ạ. Đó, phóng cảnh nha các bạn. Đây. Mời các bạn nha.
quá đùa. Đây là các bạn à. Ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Rất ngon nha mọi người. Đây các bạn ơi, phong cảnh. Đấy là chất nhất quả đất luôn. Đón ơi, đón rìu đây. Lên rìu đi. Đắn rồi các bạn ạ. Để đắn rồi. Hết luôn các bạn. Có lẽ phải ngâm thăng lấy xé ở dưới rong các bạn ạ. Thế đấy các bạn ạ. Đấy như các bạn. Không phát sản đó các bạn. Không biết nói chi thêm các bạn. Nói chung buồn. Hết món ăn rồi mà các bạn ạ. Thôi chắc mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nhá. Mong các bạn ủng hộ và đăng ký kênh ủng hộ tém bọn mình nhá. Bye bye.